mình đang có mặt tại Vida địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6 quận 10. Thì như các bạn thấy ở đây mình có một cái chiếc micro của Shure, và đây là cái chiếc micro Shure RBS. Thì như mình thấy ở đây đó, thì cái chiếc micro Shure RBS này là một trong những dòng sản phẩm được Shure tung ra để thay thế cho dòng sản phẩm cũ trước đây, đó là cái chiếc micro Shure R4S. Thì cái chiếc micro Shure R4S chắc bạn cũng không có lạ lẫm gì, bởi vì mình đã có những cái video clip review cũng như là sử dụng cái chiếc micro Shure R4S trước đây đó. Thì cái cảm giác đầu tiên của mình khi cầm cái chiếc micro Shure R4S là rất là làm tay, rất là thích. Bởi vì không biết đối với các bạn như thế nào, nhưng mà đối với mình thì khi mà hát karaoke hay sử dụng một chiếc micro nào đó thì việc cầm bằng tay giúp cho mình có cái cảm giác hơn cũng như là tự tin hơn khi sử dụng đó. Thì cái màu sắc của chiếc micro Shure RBS này nó khác hẳn so với cái chiếc micro Shure UR4S trước đây. Cái màu của nó là dạng màu vàng gold hơi nhạt một tí, nó rất là sang trọng đó. Cái chiếc micro này có thể chia ra 3 phần. Phần đầu của chiếc micro được bao bọc bởi cái vật liệu bằng kim loại rất là chắc chắn và bền bỉ. Ngoài ra nó còn trang bị thêm cái vòng chống lăn ở đây để giúp cho cái chiếc micro khi không sử dụng mà để trên cái những cái mặt phẳng đó, nó được ổn định và không có lăn để gây rớt micro và hư hỏng micro đó, rất là tiện lợi. Ở cái phần thân của micro, cái phần thân giữa của micro này là nơi bố trí một cái màn hình LED để hiển thị những cái thông số, chẳng hạn như là tần số cũng như là thời lượng pin sử dụng còn lại cho cái chiếc micro. Và cái LED này nó là dạng LED trắng. Ở đây chúng ta có một cái nút bấm bằng cao su để khởi động như là bật tắt cái màn hình LED của cái chiếc micro này. Và cuối cùng, cái phần dưới cùng của chiếc micro là nơi bạn có thể vặn ra và lắp pin vào cho chiếc micro này. Thì cái chiếc micro Shure RBS này sử dụng 2 pin 2A. Thì cái thời lượng pin sử dụng của chiếc micro Shure RBS này thì mình sẽ tiến hành sử dụng và review đến các bạn sau đó. Thì về tổng thể, cái chiếc micro Shure RBS này thì nó không có điểm gì mới hơn so với chiếc micro Shure UR4S trước đây. Tuy nhiên thì bạn thấy là nó được thiết kế với một cái tông màu khác hoàn toàn. Và dĩ nhiên thì theo mình thì nó cũng có những cải tiến về cái chất lượng cũng như là cái khả năng chống hú này nọ, để nó cái sản phẩm micro không dây của Shure được hoàn thiện hơn so với những cái dòng sản phẩm cũ trước đây đó. Thì ngoài chiếc micro Shure RBS này thì chúng ta còn có một cái receiver đi kèm. Thì cái receiver này được trang bị thêm hai cái anten để giúp cho cái chiếc micro Shure RBS này có thể bắt sóng được tốt hơn trong những cái điều kiện, chẳng hạn như là phòng có diện tích lớn hơn chẳng hạn đó. Thì cái chiếc receiver này được bao bọc bởi một cái lớp kim loại với việc cách điệu trước bằng cái bảng bằng nhôm phay xước rất là sang trọng ở đây đó. Thì như các bạn thấy ở mặt trước của chiếc receiver này có nút power, những cái nút set tần số cho micro, hay là những cái nút vặn điều chỉnh âm lượng cho micro. Và ở đây chúng ta có khu vực trung tâm, chúng ta có hai cái màn hình LED lớn để điều chỉnh những cái thông số và quản lý những cái thông số của hai chiếc micro mà chúng ta đang sử dụng đó. Về cái việc trải nghiệm sử dụng cái chiếc micro Shure RBS cũng như là cái thời lượng pin như mình đã nói, thì mình sẽ gửi đến các bạn trong những cái video lần sau. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào các bạn.